Hôm nay mình tiếp tục làm món mắm chưng nha, mắm chưng hột vịt nha. Đây. Thì mắm chưng thì hôm bữa mình có chia sẻ một lần rồi, mọi người có thể lên kênh YouTube và Thanh Trúc Channel để có thể xem cách làm chi tiết nhé. Đây, thì hôm nay mình tiếp tục chưng để cho nhà ăn vào cuối tuần nha. Thì mình đang hấp để khi nào mắm chín rồi thì mình sẽ quét hột gà lên ha, hột gà hoặc hột vịt. Thế hôm nay thì mình quét với màu hột gà ha, bây giờ thì mình sẽ rưới cái lòng đỏ trứng gà lên ha, khói quá khói luôn. Đây, mình sẽ rưới cái lòng đỏ trứng gà lên để mình hấp trứng cho nó có cái màu đẹp và ngon nha. Đây, rất là ngon và hấp dẫn nha. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp trong khoảng thời gian khoảng chừng 5 đến 10 phút nữa ha. Khi nào mà trứng mình nó chín á, rồi thì mình đem xuống và mình ăn cùng với rau sống rồi với cơm trắng nhé, rất là ngon luôn nha. Đây, món mắm chưng của mình đã hoàn thành rồi ha. Đây, rất là ngon luôn và hấp dẫn, thì mình sẽ ăn kèm với lại cơm trắng nha. Đây, màu vàng mình rưới lên sao của trứng gà sẽ trông rất là ngon luôn. Rồi mình sẽ ăn kèm với lại là cơm trắng, rồi rau ha, rau muống luộc, chuối chát, dưa leo, bên cạnh đó thì canh bồ ngót nó với thịt xay nha. Và mời cả nhà dùng cơm nha, một bữa ăn rất là đơn giản nhưng mà rất là bắt cơm nha. Xin mời cả nhà, nếu như cả nhà